Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị trong 24 giờ qua. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Xê về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Bị cáo Xê sinh năm 1964 ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đăng ký thường trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 11 năm 2023, Phạm Văn Xê đã nhiều lần sử dụng các tài khoản Facebook Phạm Trờ và Nguyễn Minh Tân livestream đăng tải 7 video có tổng thời lượng 1 giờ 52 phút 27 giây, có nội dung tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân, kích động kêu gọi chống đối nhà nước Việt Nam, xuyên tạc vu khống xâm hại lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, xúc phạm vĩ nhân lãnh tụ danh nhân anh hùng dân tộc. Ngày 3 tháng 1 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bắt tạm giam đối với C. Quá trình điều tra xác định Phạm Văn Xê không có đồng phạm, không câu kết móc nối với các thế lực thù địch bên ngoài. Phạm Văn Xê thừa nhận là người quản lý sử dụng trực tiếp phát ngôn trên hai tài khoản Facebook Phạm Trờ và Nguyễn Minh Tân. Căn cứ hành vi, mức độ phạm tội của bị cáo và các quy định của pháp luật, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam, sau chấp hành án phạt tù, phải chịu quản chế 2 năm tại địa phương nơi cư trú. Ngày 11 tháng 7, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Duy B, 41 tuổi, trú tại phường Hương Hồ, thành phố Huế về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Trước đó, vào tháng 6 năm 2024, ông Lê Duy B đăng 4 bài viết phát trực tiếp trên Facebook với nhiều nội dung xúc phạm Ủy ban Nhân dân phường Hương Hồ và cán bộ công chức của phường này. Sau một thời gian xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ, cơ quan công an thành phố Huế mời ông B lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông B đã khai nhận hành vi sai phạm của mình, đồng thời xóa hết bài viết đã đăng, cam đoan cam kết không tái phạm. Công an thành phố Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Duy B, số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đăng thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với NVT sinh năm 1989, trú tại phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, về hành vi sử dụng Facebook cá nhân, bình luận trên không gian mạng có nội dung xấu độc, xuyên tạc ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Trước đó, ngày 19 tháng 6 năm 2024, trên nhóm Facebook chợ Bắc Cạn đăng tải một bài viết kèm theo hình ảnh về việc dừng thi công tuyến đường thành phố Bắc Cạn Hồ Ba Bể kết nối đến huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. NVT đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân trả lời một bình luận với nội dung "Thủ tướng làm cái phong bì về rồi". Bình luận này đã gây nhiều ý kiến trái chiều, cũng đã có rất nhiều tài khoản Facebook trả lời mang tính cảnh báo về hậu quả khi đọc bình luận của T, nhưng chủ tài khoản làm ngơ. Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền giải thích, NVT đã nhận biết được nội dung bình luận là sai sự thật, xúc phạm uy tín của Đảng, Nhà nước, gây dư luận xấu tại địa phương. Vi phạm điểm A khoản 1, điều 101, nghị định số 15, ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14/2022 của Chính phủ. Công an xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn đối tượng mạo danh Ủy ban Nhân dân xã lừa đảo để chiếm đoạt của người dân. Vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 7, anh Lê Anh Tê trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, là hộ kinh doanh và tư nuôi ong nhận được cuộc gọi và tin nhắn của người mạo danh là cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc cùng văn bản của Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc liên hệ đặt mua số lượng lớn mặt hàng kinh doanh của anh Tê kèm theo loại thuốc diệt côn trùng. Người này giới thiệu anh Tê phải mua loại thuốc này của bên thứ ba mà họ giới thiệu với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng, đồng thời yêu cầu anh Tê phải đặt tiền cọc trước. Do trước đó đã được nghe tuyên truyền về các phương thức lừa đảo của các đối tượng, nên anh Tê đã đến Công an xã Thiên Lộc trình báo để xác minh sự việc. Công an xã Thiên Lộc xác minh các văn bản đối tượng gửi cho anh Tê là văn bản mạo danh Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc.
Ngày 12 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn cầu. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc A, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam và Thân Văn T về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản cùng 7 đối tượng có liên quan. Theo điều tra, từ năm 2019, T đã mua loại dự án đồng tiền ảo Cashback Pro từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, T đã tạo các giao dịch ảo, đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới. Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, T tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được hưởng hoa hồng bằng tiền ảo Cashback Pro và trang web ứng dụng để cung ứng đồng tiền kỹ thuật CBP theo phương thức đa cấp. Theo cơ quan công an, thông qua mạng lưới, người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng. Chiều ngày 11 tháng 7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá thành công nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá trên mạng Internet. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng tổ chức cá cược bóng đá dựa theo kết quả giải vô địch châu Âu Euro 2024 và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024 nên đã tiến hành xác minh làm rõ. Ngày 10 tháng 7, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 9 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trú tại xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tang vật khác có liên quan. Qua điều tra, bước đầu xác minh, tổng số tiền các đối tượng dùng để cá cược thông qua các trận bóng đá khoảng hơn 10 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 7, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng trong mùa Euro 2024 với quy mô rất lớn với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây cá độ là Nguyễn Phi H và Phạm Hoàng P cùng trú tại huyện Ea Hờ Leo. Bước đầu, công an làm rõ vào đầu mùa giải Euro 2024, H và P liên hệ với hai đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định để nhận hai tài khoản tổng cá độ bóng đá. Sau đó, các đối tượng chia tài khoản tổng thành nhiều tài khoản nhỏ, giao cho các đối tượng trong đường dây để tổ chức cá độ. Từ đầu mùa Euro 2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến hơn 200 tỷ đồng. Ngày 11 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề, bắt giữ 15 đối tượng với số tiền giao dịch lên đến 500 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đứng ra mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô đề từ nước ngoài về và chia nhỏ thành các tài khoản để sử dụng và cung cấp cho khách đánh bạc. Các đối tượng sử dụng các nền tảng nhắn tin mạng xã hội để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi dữ liệu, cuộc gọi hoặc tin nhắn để đối phó lực lượng chức năng. Ước tính đến nay, tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 500 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Giang Minh được Li Yao Qiang đưa sang Việt Nam rồi cùng các đối tượng điều hành tổ chức cho vay lãi nặng xuyên quốc gia, truy thu nợ được hơn 1.100 tỷ đồng. Hàng ngày các nhóm trưởng gửi báo cáo bằng văn bản kết quả thu nợ cho Giang Minh bằng file qua WeChat để cô ta quản lý đôn đốc. Khách vay nợ được chia thành 5 cấp độ khác nhau, nhóm truy thu đòi nợ sẽ gọi điện cho khách hàng để nhắc trả nợ đúng hạn. Nếu không, nhóm đối tượng do Giang Minh quản lý và chỉ đạo sẽ gọi điện tăng dần số lần gọi điện cho người thân, quen của khách. Trong trường hợp khách tiếp tục không trả, nhóm của Giang Minh sẽ gọi điện đe dọa, chửi bới, cắt ghép hình ảnh, gửi cho khách và người thân của họ buộc trả tiền. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4 năm 2021 đến ngày 24 tháng 5 năm 2022, Giang Minh đã tổ chức và chỉ đạo nhóm nhân viên truy thu nợ làm việc tại hai công ty Metac, CSHK, DCS cho vay tiền qua app CrashVN, vay nhanh Pro với tổng số tiền là hơn 1.106 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 523 tỷ đồng.
Những năm gần đây, nhu cầu vay tiền trực tuyến qua app hoặc nâng hạn mức tín dụng, chi tiêu online của người dân tăng cao. Từ đó, các đối tượng đã giả danh công ty tài chính, ngân hàng, đăng tải thông tin, quảng cáo dịch vụ cho vay online lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng hoặc hỗ trợ nâng hạn mức cho các tài khoản tín dụng. Theo đó, để được giải quyết thủ tục, người dân cần nộp trước một khoản phí để làm hồ sơ hoặc để đảm bảo tài sản. Số tiền này được hứa hẹn sẽ trả lại sau khi hoàn thành thủ tục. Tuy nhiên, sau khi người dân chuyển tiền, các đối tượng sẽ cắt liên lạc hoặc lấy lý do khác nhau để không trả lại tiền. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng số điện thoại, tin nhắn hoặc email giả mạo gần giống với thông tin của nhân viên ngân hàng liên hệ với người dân có nhu cầu. Theo Bộ Công an, để phòng tránh, người dân nên tìm hiểu kỹ và sử dụng dịch vụ của các cơ quan doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Thêm vào đó, người dân không nên cài đặt ứng dụng qua mạng theo yêu cầu của các đối tượng do tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến lộ thông tin cá nhân, bị cài mã độc, chiếm quyền điều khiển thiết bị điện tử. Không chuyển tiền đặt cọc đảm bảo tài sản khi có nhu cầu vay tiền hoặc đăng ký dịch vụ tín dụng qua mạng. Cùng với đó, trình báo ngay sự việc đến cơ quan công an nơi gần nhất để nhận được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, liên hệ với ngân hàng chủ quản để báo cáo sự việc và đề nghị hỗ trợ.